Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 8 năm 2022. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu các diện hồ sơ diện F1 con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ, diện F2A vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân, diện F2B con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, diện F3 con đã có gia đình của công dân Mỹ, diện F4 anh chị em của công dân Mỹ những người đã có quốc tịch Mỹ, thường trú nhân những người đã có thẻ xanh bao gồm thẻ 2 năm hoặc thẻ 10 năm. Thời gian chờ phỏng vấn hiện nay, diện F1 7 năm 8 tháng, diện F2A 2 đến 3 năm, diện F2B 6 năm 11 tháng, diện F3 13 năm 9 tháng, cuối cùng diện F4 15 năm 5 tháng. Sau đây lịch visa tháng 8 năm 2022 hay còn gọi lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam. Đối với diện F1 ngày 1 tháng 12 năm 2014, đứng yên so với tháng 7. Diện F2A vẫn là chữ C ở thời điểm hiện tại. Diện F2B ngày 22 tháng 9 năm 2015 đứng yên so với tháng 7. Diện F3 ngày 22 tháng 11 năm 2008 đứng yên so với tháng 7. Diện F4 ngày 22 tháng 3 năm 2007 đứng yên so với tháng 7. Lịch visa thì tiếp tục lại đứng yên nữa. Tháng 8 năm 2022 này nữa là lịch đã đứng yên 11 tháng liên tục. Tháng 10, 11, 12 năm 2021, tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tháng 8 năm 2022, từ khi dịch bệnh được khống chế và mở cửa lại cho đến nay. Lịch đứng yên và đồng thời sẽ có nhiều trẻ trong độ tuổi CSBA sẽ ở lại khi lịch visa chưa đáo hạn hồ sơ để được khóa tuổi. Có lẽ sẽ rất nhiều và sau này các diện hồ sơ nộp vào sẽ càng nhiều và năm chờ phỏng vấn sẽ tăng lên. Cho nên ai chưa mở hồ sơ thì nhanh chóng mở càng sớm càng tốt. Thư phỏng vấn sẽ được phát nếu đủ các điều kiện. 1. Lịch phỏng vấn vượt quá ngày ưu tiên. 2. Hoàn thành hồ sơ sớm nhất. Chú ý: 1. Với những hồ sơ lịch phỏng vấn đã vượt quá ngày ưu tiên cần chuẩn bị. Lý lịch tư pháp số 2 nếu hết hạn hoặc gần hết hạn. Chụp lại hình 5x5 mới nền trắng không đeo kính. Làm lại hộ chiếu nếu hộ chiếu còn 6 tháng đến 1 năm. Chuẩn bị bộ thuế mới năm 2020 và năm 2021 nếu phỏng vấn sau ngày 18 tháng 4 năm 2022 để bổ sung ngay khi nhận thư phỏng vấn. 2. Với những hồ sơ lịch mở đã vượt qua ngày ưu tiên được mở làm 6 bước, cần liên hệ với NVC để xin key number và invoice ID number. Phải chủ động hỏi thăm hồ sơ, chủ động kiểm tra hồ sơ để biết hồ sơ hiện tại tới đâu, tìm cách xử lý. Sau đây lịch mở hồ sơ tháng 8 năm 2022 hay còn gọi lịch làm theo 6 bước của NVC. Diện F1 ngày 8 tháng 8 năm 2016 tăng 5 tầng so với tháng 7. Diện F2A vẫn mở hồ sơ ở thời điểm hiện tại chữ C. Diện F2B ngày 1 tháng 1 năm 2017 tăng được 12 tầng so với tháng 7. Diện F3 ngày 8 tháng 11 năm 2009 tăng được 5 tầng so với tháng 7. Cuối cùng diện F4 ngày 15 tháng 12 năm 2007 tăng được 5 tầng so với tháng 7. Và 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC cũng như các giấy tờ cần chuẩn bị khi hồ sơ được mở tại NVC, Thắng cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất. Đường dẫn của video đó đặt bên dưới phần mô tả của video này, mọi người có thể tham khảo thêm. Sau đây Thắng xin được cập nhật lịch visa diện EB3 và diện EB5 cho tháng 8 năm 2022 như sau. Đối với diện EB3 lao động có kỹ năng, lao động không kỹ năng, lao động có bằng đại học thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC tháng 8 năm 2022 xét ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin lao động tại Mỹ với một công ty bảo lãnh sẽ được giải quyết liên tục. Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam diện này không được phổ biến. Đối với diện EB5 bao gồm C5 và T5 đầu tư định cư trực tiếp thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC cho tháng 8 năm 2022 cũng được xét ở thời điểm hiện tại chữ C. Điều này có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục.
Diện đầu tư này không được nhiều người Việt Nam đầu tư vào. Và đối với diện EB5, I5 và L5 đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng, thì lịch visa, lịch mở hồ sơ, bổ túc giấy tờ 6 bước VNVC tháng 8 năm 2022 cũng được xét ở thời điểm hiện tại chữ C. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết một cách liên tục. Để đầu tư vào Mỹ ít nhất cần 500.000 đến 1 triệu đô và kèm theo các điều kiện khác, đa số người Việt Nam chọn cách đầu tư này. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp cả nhà trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.